Ở Việt Nam, người yêu nhạc biết đến và sử dụng những bản ghi âm analog từ thời Pháp thuộc dưới dạng đĩa đá, rồi đĩa nhựa loại nhỏ, thường gọi là đĩa 45 vòng một phút. Các bản ghi âm thương mại dưới dạng băng cối xuất hiện và trở nên thông dụng từ những năm 1960 đến 1975. Và sau đó là băng cassette đã trở nên rất phổ biến cho tới khoảng năm 2000 mới bắt đầu nhường chỗ cho các phương tiện ghi âm hiện đại. Các tín đồ thực sự của âm nhạc analog ví nghe nhạc như uống cà phê pha phin, cứ phải từ từ, từng chút một, rất nghi lễ. Một kiểu thưởng thức đúng nghĩa trong một không gian phải được chuẩn bị đúng nghĩa, không nhanh, vội như thời kỳ kỹ thuật số sau này. Người ta ngỡ như hình thức nghe nhạc analog thời kỳ đầu giờ chỉ còn lại dư âm trong lòng người yêu nhạc. Nhưng không phải vậy. Vẫn còn nhiều người thích sưu tầm và nghe băng cối đĩa than bởi niềm đam mê với cái chất âm thanh rất mộc mạc, giản dị và những hoài niệm xưa cũ. Những chiếc đĩa than có xuất xứ từ Bulgaria là một phần trong bộ gia tài gần 200 chiếc đĩa than ra đời từ hồi thập niên 70-80 thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau của anh Đỗ Hồng Thái, một người từng có thời gian dài học tập, sinh sống tại nhiều đất nước phía Đông Nam châu Âu. Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chỉ cần một chiếc smartphone là có thể thưởng thức âm nhạc. Nhưng anh Thái có lý do riêng để mỗi sáng thứ Bảy ngồi đây bên tách cà phê cùng người bạn đời của mình thưởng thức chất âm nhạc rất mộc, có chiều sâu, càng nghe càng thấy thấm. Cái sở thích nghe nhạc nó cũng bắt nguồn từ cái nguồn gốc của gia đình nữa. Thậm chí là bố tôi chơi những cái nhạc cụ rất là hay. Ngày xưa các cụ học ở Liên Xô cũ có cái điều kiện để mà tiếp cận với âm nhạc. Thế chúng tôi thì cũng thừa hưởng những cái đó. Thế sau này khi mà lớn hơn đấy, thì có điều kiện được đi học ở một số nước ngoài. Ở nước ngoài thì lại cái niềm vui đó, cái sở thích đó thì có cơ sở để mà thực hiện ở cái mức độ cao hơn. Bản thân tôi thì cứ đến mỗi cái vùng đất mới, trong những cái kỳ đi học, đi thực tập, thậm chí nghỉ hè, có thể đến cái vùng đất nào thì tôi lại mua một cái dĩa làm kỷ niệm. Ở đây thì có nhạc của mấy cái thể loại, cũng không riêng thể loại nào cả. Có nhạc cổ điển, trong đó thì có Beethoven, có Tchaikovsky, rồi có Mozart. Đấy là cái dòng nhạc cổ điển. Thế còn thì nhạc bán cổ điển thì có một số cái dàn nhạc cũng rất là nổi tiếng, ví dụ như Paul Maria, rồi thì là một số cái ban nhạc khác nữa. Và một số những cái bài hát của những cái ca sĩ mà nổi tiếng từ những cái năm 70, những thập niên 70, 80. Cái thời gian vừa qua cũng là một cái thời gian giai đoạn hết sức khó khăn. Những cái máy để nghe nhạc từ cái thời Liên Xô cũ thì bây giờ gần như là hỏng hết rồi. Thế điều kiện để mua những cái mới thì rất là đắt tiền. Thế còn chúng tôi cũng sau này thì cũng mua được một cái bộ như thế này, để mà khi mà có cái điều kiện thì mình có thể là nghe lại. Những cái này nó sẽ làm đẹp hơn cái tâm hồn của mình. Các bản ghi analog vốn phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam từ những năm 50-60 đến đầu những năm 2000, rồi dần rơi vào thăng trầm bởi sự ra đời của đĩa CD, nhạc số. Dù vậy, giữa cuộc sống hiện đại hối hả, vẫn có những người đam mê gìn giữ và trân trọng những chiếc loa kèn cổ, đầu đĩa than hay băng cối. Niềm đam mê tưởng chừng chỉ dành cho những người hoài cổ, nhưng giờ đây cũng cuốn hút mãnh liệt với nhiều người trẻ. Căn nhà của anh Trần Duy Lập nằm ngay mặt tiền đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, vốn ồn ào, náo nhiệt.
tìm cho mình một chốn bình yên. Anh Lập đã biến phòng khách thành điểm dừng chân của những người đam mê thưởng thức âm nhạc cổ. Tại đây, người ta có thể tìm thấy những chiếc loa kèn cổ Edison được sản xuất từ những năm 1920. Thời điện còn chưa có, máy chạy bằng cót, phải quay tay hoàn toàn. Được gìn giữ qua trăm năm, chiếc máy không chỉ dùng như một món đồ trang trí, mà vẫn còn có giá trị sử dụng. Từng chi tiết, bộ phận, nhuốm màu thời gian, khiến ai đam mê thiết bị âm thanh cổ cũng muốn được sở hữu. Cạnh bên là cả gia tài với những đầu máy đĩa đá, băng cối, radio cổ, máy phát nhạc đĩa than. Để có những món đồ xưa cũ này, anh Lập đã mất nhiều công sức săn lùng từ khắp nơi. Thậm chí có món anh mua tận nước ngoài về. Thưa anh Lập, thì Thanh Nga nghĩ rằng là đối với bất kỳ ai khi mà bước chân vào ở nơi này thì đều cảm nhận một cái gì đó, một cái không gian rất là hoài cổ. Rất là nhiều món đồ cổ ở đây được anh sưu tầm. Đối với những cái máy nghe nhạc ở đây thì anh có thể giới thiệu đôi chút về cái quá trình sưu tầm và cái tuổi đời của nó như thế nào hay không ạ? Như cái máy hát loa kèn của Edison này. Nó sản xuất tầm năm 1910-1920. Thời kỳ đầu thì nó sử dụng là nhạc ống. Khi mình sử dụng thì mình sẽ dùng cái cơ chế là quay tay. Mình quay khi mà nó đủ một cái dây thiều nó căng lên, xong mình dừng lại. Mình sẽ đặt cái kim nó xuống thì nó sẽ hát. Thì cái nhạc ống này thì nó dưới 5 phút thôi. Là nó hết một cái ống như vậy thì mình sẽ thay một cái ống nhạc khác. Đó. Sau thời gian sau người ta sử dụng qua cái đĩa đá nhưng mà là đĩa tròn. Đó. Thì nó có cái thời lượng nó cao hơn. Đó. Cũng cơ chế là quay tay. Đó. Những cái dòng này thì nó có những cái dòng của máy của Pháp, của Mỹ. Thì sau nữa thì nó tới là đĩa than. Để dùng kim điện tử, nhạc nó sẽ hay hơn và cái thời lượng nó cũng rất là nhiều. Như một đĩa như vậy, một mặt nó tới khoảng tầm 5 bài, thì hai mặt nó tới 10 bài. Tiếp đến nữa là cái máy hát băng cối, đó, thì nó hai mặt, một mặt về là mười mấy bài. Đó, thì cái thời lượng nó lại càng nhiều nữa. Thấy rằng là bây giờ cái việc mà thưởng thức âm nhạc hoặc là những cái loại hình nghệ thuật khác thì nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì bây giờ kỹ thuật số thì người ta rất là đơn giản, người ta dễ dàng có thể là tìm ở trên mạng một bài hát nào đó người ta yêu thích. Thế nhưng mà hiện nay thì vẫn rất nhiều người đam mê và người ta cũng tìm kiếm những cái máy nghe nhạc từ thời xưa cũ rồi. Thì cái âm nhạc từ những cái máy nghe nhạc từ thời xưa cũ thì theo anh Lập thì có cái điều gì đặc biệt mà vẫn cuốn hút những cái người ở thời hiện đại ngày hôm nay ạ? Cái loại hình nhạc xưa người ta thu âm là kỹ thuật mono, nghe cái chất âm nó mộc lắm. Bởi vậy là người ta có những cái gì đó mà người ta cuốn hút từ cái chất âm về tiếng, về nhạc. Đó. Nếu mà mình nghe nhất là cái dòng nhạc xưa nó thu bằng cái băng cối á, mình nghe rất là rõ về cái đường tiếng của ca sĩ hát, cái đường nhạc của nhạc công người ta đánh rất là rõ, rất là hay. Còn bây giờ nhạc mới bây giờ nó giống như là nhạc digital á, thì mình nghe nó cứ hòa nhau, nó không có cái gì mà nó cái chất âm mà để mà mình nói là nó có cái chính rất đặc biệt của nó. Đó là những cái hay của cái nhạc xưa nó là như vậy. Những cái đĩa đó, những cái đó giờ người ta cũng sang qua CD rồi, nhưng mà người ta vẫn xài những cái máy hát băng cối. Nó có những cái gì đó hoài niệm hoài cổ thì nó sẽ hay hơn. Thời công nghệ số, người ta có thể nghe nhạc ở bất kỳ đâu bằng hệ thống âm thanh chuyên dụng, hay trên máy tính, trên ô tô, trên điện thoại. Và cũng chỉ mất vài chục ngàn đồng là có thể sở hữu cho mình một đĩa nhạc tại bất cứ cửa hàng bán băng đĩa nào. Với những người đam mê sưu tầm âm thanh cổ, vẫn là thứ tình yêu hơi tốn kém. Nhưng bù lại, họ được hưởng một chất lượng âm thanh tốt nhất phục vụ niềm đam mê âm nhạc của mình.
xã hội càng phát triển, đời sống vật chất càng đủ đầy, thì con người lại mong muốn tìm về những thú chơi tao nhã. Trong thú chơi đó, không đơn thuần chỉ là nghe nhạc, mà là soạn sửa, thưởng thức một món ăn tinh thần đúng với khẩu vị, đam mê của mình. Giữa cuộc sống hiện đại, hối hả, được ngồi cùng nhau bên tách cà phê, thưởng thức chất âm nhạc mộc mạc là khoảnh khắc hoài niệm khó quên.